Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn 4 mùa của Hàn Quốc. Mỗi mùa sẽ có những đặc điểm khí hậu khác nhau. Với từng loại khí hậu như thế thì chúng ta sẽ xem là công việc nào phù hợp và công việc đó thì chúng ta nên làm như thế nào nhé. Và đầu tiên thì đây là mùa xuân. Mùa xuân của Hàn Quốc thì rất là đẹp và đến mùa hoa nở khắp nơi mọi người ạ. Ở Hàn thì đặc điểm là hoa đỗ quyên và các loại hoa anh đào rất là tuyệt vời. Và mùa xuân thì nhiệt độ khá là mát mẻ. Đến tháng 5 nhiệt độ cũng chỉ khoảng mười mấy cho tới 22 độ C thôi, chứ không hề quá là nóng. Và hoa trạng nguyên cũng là một trong những cái loại hoa rất là nhiều và được trồng khắp nơi, đặc biệt là qua những khu dân cư hay là bên đường phố. Hoa rất là nhiều loại màu sắc và rất là đẹp mọi người ạ. Hoa thì nở như thế này. Vào mùa đông thì hoa lá rụng hết rồi, chỉ còn lại cái cây và nó ra nụ, nó ú ở đó và tích tụ những cái chất dinh dưỡng và những cái mầm hoa. Đến mùa xuân thì bắt đầu điều kiện nó phù hợp, ấm lên, cây bắt đầu đâm chồi nảy nọc và đơm hoa kết trái rất là nhanh, và theo những mảng hoa rất là đẹp. Thật sự thì đây là một trong những cái mùa rất là đẹp và tươi mới. Khí hậu mùa xuân thì khá là mát và hơi ẩm, thỉnh thoảng thì hay có mưa phùn và mưa xuân. Mùa xuân ở Hàn Quốc cũng bắt đầu từ tháng 1 cho tới tháng 4 và lạnh thì có thể kéo dài cho đến cuối tháng 5. Và thời tiết có những năm đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vẫn có tuyết, tùy từng năm. Vì vậy là khi mọi người ở Hàn thì cũng nhớ chú ý mặc ấm. Thời tiết này thì cũng không phải quá là nóng, tuy nhìn nó nắng thế thôi, rất là dễ chịu. Và những cái cây nó đang đâm chồi nảy nọc các bạn có thể thấy rất là đẹp. Bên cạnh đường thì họ cũng trồng chỉ có một vài cái bụi cây rất là nhỏ, hoa nên cũng rất là tự nhiên và tuyệt vời như thế này. Ở Hàn Quốc thì chúng ta có thể làm việc quanh năm ở trong công ty. Trong công ty thì các bạn không cần quan tâm về mùa hay là về lạnh, nóng, tuyết rơi gì cả. Tại vì công ty thì chúng ta làm theo chế độ một ngày làm 8 tiếng. Ngoài cái thời gian 8 tiếng đó thì chúng ta sẽ được tăng ca, tính tiền tăng ca rất là cao. Và đây là những bông hoa bên đường rất là đẹp. Và bạn có thể thấy bụi hoa đỗ quyên này phải được gần 20 năm rồi. Họ chăm sóc rất là tuyệt vời như thế này. Ngoài làm công ty ra thì những cái khu vực khác, ví dụ như là làm nông hay làm ngư nghiệp, liên quan đến thời tiết rất là nhiều. Và bạn nào muốn làm nông ở Hàn Quốc thì nên bắt đầu vào tháng 3. Tháng 3 thì người ta bắt đầu vào mùa vụ, như là chuẩn bị đất này, gieo hạt, trồng cây, rất là nhiều việc có thể thuê các bạn đi làm. Đặc biệt là những khu vực làm nông thì họ thuê các bạn đi trồng, như là trồng rau này, rồi làm đất như là phủ ni nông, bắt đầu những cái công việc như vậy. Và khi các bạn sang Hàn mà các bạn đi làm thì nên chú ý về mùa, vì mỗi mùa nó sẽ có những đặc điểm thời tiết khác nhau. Mùa xuân thì vào khoảng tháng 3, cái tỷ lệ bụi mịn ở trong không khí rất là cao, rất dễ mắc đến những cái bệnh hô hấp. Vì vậy các bạn khi mà ra ngoài nhớ chú ý nhìn thời tiết, chúng ta đeo khẩu trang và bảo vệ cho cái lá phổi của mình. Cái bụi mịn là cái hiện tượng mà cát ở sa mạc bên Trung Quốc thổi sang bên Hàn, và do cái chiều gió nó thổi cho nên là nó tan vào trong gió. Những bạn mà chưa sang Hàn lâu mà mới sang thì chúng ta nên chọn mùa để sang, ví dụ như là sang từ mùa xuân cũng rất là ok. Nếu mà sang mùa đông thì rất là khó khăn vì ít việc. Chúng ta sang thì cũng chưa có quen với cái xã hội, với cuộc sống, với văn hóa của Hàn Quốc. Sang vào cái thời điểm ít việc thì sẽ đói ăn, và khi mà đói ăn thì cuộc sống cái gì nó cũng khó khăn. Ngoài công việc làm nông ra, mọi người có thể đi dọn vệ sinh ở trong những khách sạn, nhà hàng, hoặc là đi rửa bát cho những cái cửa hàng rất là lớn. Có nhiều chỗ thì họ thuê bất hợp pháp, có nhiều chỗ họ không có thuê đâu. Cho nên là những bạn mà đã bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì nhiều khi tìm việc cũng khó khăn hơn những người hợp pháp. Dạo gần đây thì ở Hàn Quốc có, ở tỉnh Gangwon-do có chương trình đưa lao động sang rất là nhiều. Vì đây là một cái tỉnh làm nông rất là lớn và họ liên kết với các quận, các huyện, những cái nơi mà có lao động dồi dào tại Việt Nam, đưa nhân công sang bên đây đi làm. Tuy nhiên thì có một đợt gần đây có hơn 600 nhân công lao động sang, tuy nhiên thì đã trốn hơn 100 người. Và đây là một cái kết quả ảnh hưởng rất là nhiều cho những cái đợt liên kết sau này.
Và hiện nay thì cái chương trình đi lao động thời vụ càng ngày càng khó khăn. Họ sẽ rà soát rất là kỹ vì rất là nhiều người trốn như thế. Vì vậy là họ lo lắng đưa người sang mà không được việc, lại còn rất là nhiều những cái phiền phức gây đến. Và mùa hoa hồng là cuối mùa xuân đầu mùa hè rồi đấy mọi người ạ. Hoa hồng ở Hàn Quốc thì nở rất là nhiều. Đây là hoa hồng nhung, một trong những cây hồng rất là đẹp mà em gặp ở đây. Ở đây là nơi mà em đi làm ở trong xưởng gà tại Hàn Quốc. Em đã tâm sự với mọi người có một thời gian em làm ở xưởng gà. Làm ở xưởng thì cũng rất là vất vả và không phải lúc nào cũng có việc cho các bạn làm. Và từ xưởng đi về nhà thì em đi bằng xe đạp điện, vì vậy là quay lại review cho mọi người những bông hoa ở bên đường. Đây là những bông hoa dại, nó tự mọc lên, rất là tự nhiên và đẹp. Khi mà làm ở xưởng gà thì rất là vất vả, một ngày thì làm việc có từ 8 tiếng cho tới 12 tiếng cũng có. Có ngày không có việc thì 5 tiếng, 4 tiếng họ đã cho các bạn về rồi. Đa số là trung bình một ngày làm là 5 tiếng đồng hồ. Có những ngày các bạn làm 12 tiếng, tuy nhiên thì cái thời gian từ sau 6, 8 tiếng là không được tính tăng ca. Do nhiều ngày phía trước các bạn làm không có đủ 8 tiếng một ngày, thì dù những cái ngày các bạn làm trên 8 tiếng, họ cũng sẽ cộng dồn vào tổng cả tháng các bạn làm bao nhiêu giờ đó. Các bạn phải làm vượt cái số giờ quy định của Bộ Lao động thì họ mới tính tăng ca cho các bạn. Còn nếu mà không thì giá lương vẫn là như vậy. Vì vậy có ngày làm rất là mệt mọi người ạ. Và bây giờ thì đây là cái quang cảnh mà em lên trên đồi phát cỏ vào tháng 7 tại Hàn Quốc. Cỏ trên đồi mọc rất là xanh và rất là tốt như thế này. Dù mùa đông cây cối nó có héo, nó có rũ hết, thì đến mùa xuân, đến mùa hè, cây cũng nở và lên chồi nảy lộc, phát triển rất là mạnh mẽ. Hoa cỏ tươi tốt như thế này. Và đây là cái chòi trên quê nhà em, ở trên đồi xa lắm các bạn ạ. Đây là cái quang cảnh mà vào vụ mùa mọi người chở cây chở rau đi trồng. Và đây là khoảng tháng 8, cuối tháng 8 rồi. Đây là trồng bắp cải, cải thảo. Khu vực ở trên Gangwon-do thì khá là lạnh, vì vậy là những cây giống họ trồng rất là nhiều. Sang tháng 9, tháng 10 thì bắt đầu cây bắt đầu đổi lá và chuyển sang mùa thu lá vàng, lá đỏ. Ở Hàn Quốc thì những cái cây đổi màu rất là nổi tiếng và đặc biệt, mùa thu thật sự rất là đẹp. Thời tiết vào mùa hè thì chỉ nóng khoảng một tháng, khoảng cuối tháng 7 cho tới giữa tháng 8 là thời tiết nóng như ở Việt Nam mình. Còn sau đó thời tiết sẽ lạnh dần và đến tầm tháng 9 thì nhiệt độ chỉ còn khoảng 18 cho tới 22 độ C, rất là mát mẻ. Bây giờ chúng mình đi ngắm lá thu rụng ở Hàn Quốc lên núi Seollak-san. Hôm nay mình đi cùng với chồng. Một chuyến du lịch đầu tiên từ khi sang Hàn Quốc đến nay, tại vì rất là bận rộn. Hy vọng hôm nay sẽ có một chuyến đi vui và cảnh đẹp. Hôm nay bầu trời đẹp quá. Nắng rất là trong xanh. Tinh 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 tinh. Wow, hôm nay trời rất là nắng, nắng mà cảm giác rất là rát mặt. Mình cảm giác như là da mình nó sắp cháy hết rồi ấy. Nắng mà nó nóng, nóng không phải là cái độ nóng của không khí mà độ nóng của ánh nắng ấy, nó rất là nóng như là mùa hè tháng 6, tháng 7 ở Việt Nam vậy. Da của mình cảm giác như là sắp cháy đến nơi rồi. Bây giờ là 1:30 chiều cho nên là ánh nắng tia cực tím của nó rất là cao. Da của mình thì rất dễ bắt nắng cho nên là mình khá là lo. Hôm nay dùng một cái kem 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 nước, kem nền, cái loại phấn nước ấy ạ. Và thực sự rất là thích, da rất là mịn, đúng không các bạn? Đối với những bạn làm nông thì mùa hè và mùa thu là cái thời gian nhiều việc nhất, mùa đông là ít việc nhất các bạn ạ. Mùa đông thì các bạn có thể tham khảo đi làm nông ở trong nhà lưới hoặc là đi làm ở trong những nhà nhiệt. Thì thường thì họ làm ớt này hoặc là trồng dâu tây hay là một số những cái loại rau. Khi mà đổi mùa từ mùa thu sang mùa đông, thời tiết cũng rất là dữ dội. Nhiều khi thì có mây mưa này, sấm chớp. Và người Hàn thì họ rất là hay đi bộ vào mùa đông để làm ấm cơ thể và ngắm cảnh bên ngoài. Trong một thời gian dài tuyết rơi ở bên trong nhà rất là buồn. Khi mà tuyết đã tan và thời tiết ấm hơn một chút, người Hàn họ rất là hay đi bộ.
ở ngay ở và bây giờ em đang đi dạo rất là vui. Rất là sạch. Đây là một quang cảnh mùa đông của Hàn Quốc, gần đông và cuối thu, lá đã rụng hết rồi. Thời tiết bây giờ chỉ khoảng 15 cho tới 18 độ C, vào ban đêm thì có thể xuống tới 7 độ C, khá là lạnh. Ban ngày có nắng thì cũng ấm hơn một chút. Mình đã lạc vào rừng thông, và đây là một rừng thông ở bên cạnh một trường đại học tên là Trung Nam Đại học. Đây là các là cây cuối cùng của cái trường này chưa bị rụng lá. Công việc vào mùa hè và mùa thu thì thường là chăm sóc rồi thu hoạch rất là nhiều. Đặc biệt là những cái loại cây ôn đới ở khu vực miền Bắc họ trồng rất là mạnh mẽ. Mùa đông các bạn có thể đến những cái khu vực biển, tại vì họ sẽ làm về bên cá và thủy sản rất là nhiều. Bắt đầu từ giữa tháng 11 tại Hàn Quốc thì có một số vùng trồng táo hay là trồng những cái cây ăn quả, có thể họ sẽ thuê các bạn thu hoạch, hoặc là về những cái vườn cà chua làm trong nhà lưới. Còn như ngoài đồng thì bắt đầu ít việc đi, và đến cuối tháng 11 thì hầu như là không còn việc làm nông ở ngoài đồng nữa. Mọi người sẽ phải đi tìm cho mình những cái công việc khác. Rất là nhiều người sống tại Hàn Quốc thì trong những cái mùa như là từ tháng 3 cho tới tháng cuối tháng 11 là họ làm nông ở ngoài đồng. Và sau đó cuối tháng 11 thì họ sẽ đi tìm làm ở trong xưởng hay là trong những cái nhà máy xí nghiệp. Và họ chỉ làm vài tháng mùa đông ở trong nhà máy thôi, lại quay lại chỗ cũ làm nông. Thì những cái chủ mà họ yêu quý bạn thì họ vẫn nhận như thường. Và các bạn chỉ đi làm kiếm ăn mấy tháng mùa đông thì không có vấn đề gì. Họ vẫn sẽ thuê lại khi mà vào vụ mùa. Phải chạy ra chỗ xe buýt. Tại vì mình đi đến trung tâm thi bằng xe buýt mà bây giờ gần muộn rồi. Mọi người bây giờ còn phải đang sửa đường. Tuyết rơi rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh. Chạy nhanh. Tuyết rơi như thế này thì khá là nguy hiểm các bạn ạ. Chạy không cẩn thận thì sẽ dễ bị chôn trượt đấy. Mùa đông là một cái mùa rất là khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Tuyết rơi rất là nhiều. Có những ngày nhiệt độ xuống tới âm 20 cho tới 25 độ C. Tuy nhiên thì bình thường nhiệt độ chỉ xuống khoảng âm 10 hoặc là âm 15 độ. Lúc nào lạnh em thấy ở trong nhà là ấm, còn đi ra ngoài thì chúng ta phải mặc rất là dày. Có những ngày tuyết rơi xối xả và như các bạn thấy giống như là bão tuyết vậy. Rơi thành từng máng, từng đợt, nhìn cũng khá là đẹp. Đối với em thì những ngày tuyết rơi rất là đẹp và em rất là thích. Hay đi ra ngoài nhìn tuyết rơi, cảm giác rất là mát. Và nhìn thấy tuyệt vời không mọi người? Và chỉ cần rơi khoảng 2-30 phút thôi, những ngày tuyết rơi dày cũng phải cao cho tới 3-5 cm, dày đặc thì cũng lên đến 10 cm. Và những ngày này thì các bạn có thể ra ngoài đi chơi với tuyết rất là thích. Sờ vào thì cảm giác nó mát lạnh. Tuy nó hơi buốt tay một chút, tuy nhiên thì mình là người châu Á, ít khi thấy tuyết cho nên em vẫn thấy tuyệt vời lắm, thích lắm mọi người ạ. Và đây là cảnh nhìn ra từ quán cà phê nơi em làm thêm. Ngày trước sang Hàn thì chưa có nhiều việc làm, em hay đi làm thêm quán này quán kia. Đi làm ở quán cà phê thì một tiếng họ trả theo lương cơ bản khoảng 180.000 Việt Nam đồng một tiếng. Đi làm cũng rất là vất vả chứ không hề nhàn. Tuy không phải ra ngoài nắng mưa, tuy nhiên thì phải làm với cường độ rất là mạnh. Và đây là những bông tuyết mà đọng ở trên lá. Khi mà chúng ta rũ xuống, nó rơi xuống, thấy vui lắm. Mùa đông ở Hàn Quốc thì các bạn có thể mua quần áo từ Việt Nam mang sang. Tuy nhiên thì đồ ở Việt Nam, đa số các bạn nên mua đồ lót, đồ bó ở bên trong. Còn đồ ấm áo khoác lớn ở bên ngoài nên mua ở bên Hàn. Ở bên Hàn áo sẽ ấm hơn và không hề đắt. Bạn nào muốn tiết kiệm thì có thể ra những chợ đồ cũ mua rất là rẻ.
Còn nếu chúng ta muốn hàng đẹp, hàng thời trang thì ra những hàng shop rất là nhiều, mẫu mã và kiểu dáng mặc lại rất là bền nữa. Cuộc sống ở Hàn Quốc tuy vất vả nhưng cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Bốn mùa Hàn Quốc cũng rất là đẹp mọi người ạ. Mọi người ở Hàn nhớ trải nghiệm những cái kinh nghiệm thú vị, ngắm cảnh đẹp và làm việc giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc các bạn thành công và có rất là nhiều kỷ niệm đẹp tại Hàn Quốc. Hôm nay em review đến mọi người bốn mùa tại Hàn và đây là cảnh ban đêm sau khi tuyết rơi đọng trên cây, nhìn như những cây bông hoa tuyết rất là tuyệt vời, em rất là thích. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.